Những năm gần đây, nhiều nông dân ở thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh đã mạnh dạn chuyển đổi đất màu, đất trồng ngô, trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và đã đem lại hiệu quả tích cực. Điển hình như mô hình trồng xoài kim hoàng Đài Loan. Xoài kim hoàng là giống xoài có ưu điểm là quả to, hạt mỏng, ngọt đậm, ít xơ. Để đảm bảo cho cây xoài sinh trưởng và phát triển tốt, các ngành chuyên môn của huyện và của thị trấn Yên Minh đã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xoài cho người dân trên địa bàn với diện tích hơn 6,75 ha. Đây là cây trồng có đặc tính thuần, rất phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của thị trấn Yên Minh. Sản phẩm quả xoài sau khi thu hoạch rất dễ tiêu thụ trên thị trường. Với kết quả ban đầu có thể nói, việc đưa vào phát triển mô hình trồng giống xoài kim hoàng trên địa bàn thị trấn Yên Minh là một trong những hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân.